Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hay được biết đến với tên gọi quen thuộc là Làng Đại học Thủ Đức, nơi đây tập trung rất nhiều trường đại học trong khối Đại học Quốc gia. Khu đô thị Đại học Quốc gia được điều hành, quản lý theo mô hình hệ thống đại học mẫu mực với cơ chế tự chủ, tự kiểm soát và xây dựng môi trường sáng tạo văn minh. Nơi đây được đánh giá cao về môi trường học tập, cũng như môi trường sống dành cho sinh viên, giảng viên. Xây dựng từ năm 1996, đến nay, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới xây dựng khu đô thị đại học kiểu mẫu. Đến đây, diện mạo của khu vực này được thay đổi rõ rệt. Các trường đại học được xây dựng khang trang, bên trong khuôn viên có rất nhiều cây xanh. Mỗi trường có một nét đẹp với lối kiến trúc và màu sắc khác nhau, tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho từng trường đại học. Ngoài ra, ký túc xá Đại học Quốc gia cũng là một trong những công trình ký túc xá hiện đại bậc nhất Việt Nam, với các tòa nhà cao tầng đầy đủ tiện nghi. Bên cạnh đó còn có rất nhiều công trình khác bao gồm thư viện, khu giáo dục quốc phòng, các khu học thuật, khu vui chơi giải trí, thể thao đều được bố trí trong khuôn viên Đại học Quốc gia để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của giảng viên, sinh viên có môi trường học tập, làm việc, nghiên cứu tiện nghi nhất. Với sự phát triển về cơ sở hạ tầng như hiện nay, khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm là nơi học tập của hàng chục ngàn sinh viên đến từ mọi miền đất nước, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dành cho Thành phố Hồ Chí Minh mà còn cho cả khu vực phía Nam.